Yo, xin chào tất cả những người bạn đang có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với video ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục cái series làm thử thách cho mọi người. Và thử thách ngày hôm nay đó chính là sử dụng khẩu M249 ở trong thính để lấy top 1 nha. Anh em thấy mình mặc cái quần hồng đáng yêu không? Cái quần này là cái quần trong bộ trang phục kimono ở cái sự kiện thẻ bầu cực mùa đầu tiên. Thì để có thể nhặt được khẩu M249 thì bây giờ ngoài việc chờ đợi thính rơi ra thì mình cũng chả biết làm gì. Chạy loanh quanh rút một chút đồ. Bây giờ tay không tấc sắt thế này mà bị bọn nó dí là kiểu gì cũng chết này. Không thể sống được. Mình phải kiếm cái gì đấy phòng thân thôi. Kiếm cái gì đấy phòng thân đã, xong rồi tí nữa nhặt được M249 mình sẽ đổi sau. Mình sẽ cố gắng làm tất cả những cái thử thách anh em đặt ra. Ok, lên cái trò này xem có cái đồ gì không nào. Giáp 1. À, mình được một cây nỏ nữa này. Rồi, mình sẽ cầm tạm cây nỏ này phòng thân thôi. Còn khi nào mà mình nhặt được M249 thì mình sẽ dùng M249. Mình sẽ bỏ cây nỏ này đi. Hên cho mình là mình chạy lông nha lông nhông thế này mà lại không thằng nào nó... Đủ. Vừa rất mồm, chưa kịp rất mồm đã có thằng dí mình rồi. Thôi mình chạy là thượng sách thôi. Chứ trên người cây nỏ này thì cũng không không giải quyết được một vấn đề gì cả. Máu này. Mình có tới tận 3 bình máu rồi. Ok. Đổi luôn cái giáp 1 đi. Cái khẩu M249 là khẩu súng mà mình nghĩ là trong thính nó rơi ra nhiều nhất. Còn gờ ra là hên xui thôi. Với lại AWM cũng nhiều. AWM với M249 cũng nhiều. Lại còn khẩu Dragon nữa. Rồi, đây rồi. Mình thấy một con xe xanh đây rồi. Đấy, giải quyết xong cây nấm. Mình sẽ ra lấy con xe xanh và lượn đi tìm thính để nhặt M249 thôi. Không có cái gì đây, tăng giáp, ngon. Nhưng mà... À kia kia, có cái giáp. Không biết là giáp mấy đây. Ôi, vẫn giáp 1 à. Mình tính xem cái giáp kia giáp 2 giáp 3 nhưng mà hơi xui là vẫn giáp 1. Sử dụng cái tăng giáp vào cái giáp 1 thì quá là tiếc. Anh em chơi team mà ví dụ như gặp cái tăng giáp mà trên người có giáp 1 đấy thì tốt nhất là nên nhường cho đồng đội nhá. Nhường cho những ai có giáp 2 hoặc là có giáp 3 dùng cái tăng giáp này. Nó sẽ tốt hơn là từ cái giáp 1 đến cái giáp 2. Bây giờ mình sẽ đi tìm thính nào. Hướng nào có thính đây? Ui, có bắn nhau kìa. Gắt chưa? À đây rồi, lại một cái thằng giáp nữa đây rồi. Giáp 3 luôn. Lên giáp 3 xong lại còn được một cái ba lô 3 nữa luôn rồi. Đấy, tiếp tục đi tìm thôi. Bây giờ là không bắn nhau được nha. Cây nỏ trên người thì mình không thể nào mình bắn nhau được rồi. Chỉ có đi tìm thính thôi.
nãy giờ mà chạy không thấy qua cái cây thính nào vậy. Ôi, mình nhìn bốn hướng luôn mà không có qua một cái hòm thính nào nó sáng ở đây. Chắc trêu. Hiện tại thì trên bản đồ chỉ còn có 28 người thôi. Thanh niên này đi đâu? Rồi xong. Một thanh niên định gọi là parkour qua cái hàng rào này hả? Không được đâu bạn ơi, hàng rào này có gai đấy. Rồi ok, thính kia rồi. Đấy, lúc cần thì không có mà đến lúc bây giờ nó hiện ra hai cái luôn. Ôi, M249 của mình đâu? Ra đây nào. Ơ, à đây đây đây. Rồi xong. Đã có khẩu M249 rồi. Bây giờ là đi tìm người và săn người thôi. Mình có nên lên cái thính này không ta? Lên luôn anh em ơi, lên luôn, lên luôn. Không phải xoắn gì cả. À, mình cứ nghĩ là thính cơ, nhưng mà cái này là xe. Đu 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 đu. Cái gì đây, cái gì đây? Đậu xanh, cái lỗi này vẫn chưa fix cho ta. Rồi lại thằng nào bắn mình thế này. Thằng này bố láo. Kia rồi. Dám nấp sau cái cột bắn mình nhỉ? Này thì bố láo này. Này. Thôi, mình bỏ anh em ơi. Tại vì thằng kia nó đứng ở cái cột mà nó lại có súng cận chiến, nên tốt nhất là mình nên rút lui thôi. Không ham hố được với cái thằng này được. Đấy, lại còn có bước xe đi ngay phía bên trái mình này. Đó, bây giờ mình sẽ vứt hết cái nỏ thần của An Dương Vương đi. Mình sẽ quay lại mình cam cái thằng đứng ở cái cột ban nãy. Dám đứng ở cái biển quảng cáo à. Đâu rồi ta? À đây 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 đây. Thấy rồi nha, thấy rồi nha. Đây rồi bạn trẻ. Này này thì bạn thích bắn mình nè. Ok. Đã được thêm một kill rồi. Rồi, còn cái thanh niên đứng ở cái bảng quảng cáo ở đâu rồi? Lo như chưa giờ được lo vậy. Đó, tiếp tục mình sẽ lấy con xe và mình đi thôi. Dại gì có xe mà không đi đúng không? Này có đồ gì không ta? Có đạn súng trường, giáp 3 nữa này. Ok, đi thôi, let's go. Chúng ta đang trên con xe Monster Truck. Xì ra khói màu trắng. Trông như là đang hút thuốc vậy. À đây rồi, đây rồi, mình thấy rồi nha. Một bạn trẻ nó đang bắn nhau ở bên dưới. Chạy đâu, bạn chạy đâu? À hai bạn luôn. Rồi. Hai bạn ấy quyết định là chui vào cái căn nhà kia để giải quyết chuyện riêng tư. À lại còn, lại còn một bạn ở trên nhà chữ L nữa này. À đây rồi. Bạn ấy đâu đấy? Xong. Bạn ấy chạy khá là nhanh. Nào để xem các bạn định chạy đường nào đây. Chạy bo đi bạn ơi. Ui, mình nghe tiếng sọt đạn ở đâu đấy thì phải. Mình nghe tiếng sọt đạn ở đâu đấy. Lên súng rồi. Tiếng bước chân rất là gần. Đâu nhở? Một thanh niên ở trong nhà gỗ ấy đâu rồi? À,
À, có khi nào cầm giảm thanh đã giết người rồi. Thanh niên trên nhà chữ L này đâu? Ui, ở đâu vậy? À đây đây đây. Thì ra là bạn trẻ này, bạn ở đây. Nào, ra đây bạn trẻ ơi. Bảo sao ban nãy mình nghe thấy cái tiếng bước chân nó to như thế. Ù, có hai thanh niên luôn. Thì ra là hắn ta móc mình. Mình sẽ vào bó trước và mình chờ bọn này, tiêu diệt bọn này. Tự dưng có con xe. Quá xá là ngon. Đấy, bây giờ là hai thanh niên kia đâu? Có định chạy bò hay không? Hai thanh niên kia mà không chạy bò là kiểu gì cũng chết ngoài bò cho xem. Ô đâu rồi? Không hề thấy chạy bò luôn này. À kia kia kia, mình thấy rồi, mình thấy rồi. Đây chưa động, đây chưa động. Đừng nói thằng khác húp mất mạng của mình rồi nha. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ôi rồi. Bạn ấy nhảy như bỏ luôn. Nhưng mà kiểu gì cũng chết thôi. Ôi, bỏ thù mất rồi. Cố lấy một ít đạn thôi. Máu này. Quá trời máu luôn. Wow, mình được thêm một like luôn. Hiện tại là chỉ còn 7 thanh niên nữa thôi, cố lên nào. Vẫn không có thanh niên nào ở đây. Mặc dù mình chạy khá là lông nhông nhưng mà vẫn không có thanh niên nào ở đây cả. À đây rồi, có gọi thính xanh này. Nhưng mà không biết hướng này có người hay không, hay là cái thính chỉ là để dụ người thôi. Chỉ còn có 6 thanh niên nữa thôi. Mình sẽ chờ đợi cái thanh niên kêu thính xanh kia ra xem có chạy không. Nhưng thôi bo vào rồi mình phải chạy thôi, chứ chờ đợi mình sẽ chết phải bo trước khi mà mình bắn được nó chết xong. Ok, nhìn anh em nhìn cái thính kìa, 1 2 3 4 cái thính luôn. Hai cái thính người bo và hai cái thính đang ở trước mặt mình. À bên phải có người, bên phải có người. Đây chứ đâu, con hàng đây rồi. Mấy con hàng đang bắn nhau ở ngoài này, ít nhất là phải có hai thằng rồi, còn một thằng thôi đâu có nhờ. À đây 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 đấy, chà chà, nhặt thính anh em ơi, nhặt thính nè, hai viên thôi không cần nhiều. Ui, đây rồi, 1 2 3 thằng, mình đã thấy vị trí của ba thằng kia rồi. Mình sẽ kiếm một ít đạn súng trường đó, tại vì mình hết đạn súng trường rồi, còn có 220 viên thôi. Ái chà chà, thằng kia nó bắn bằng súng gì vậy ta? Một hai thằng phía trước mặt, chỗ này cũng có một thằng nữa, là ba thằng. Người đâu hết rồi, dài nào các chàng trai ơi.
hai thằng kia chạm, có hai thanh niên phía bên trái mình chạm mặt nhau rồi kìa. Đấy, đang bắn nhau rất là sôi nổi rồi. Đứa nào sống thì ra đây. À đây đây đây. Á à, chà chà, bắn gắt thế. Bắn gắt thế. À, một thanh niên mặc bộ đồ cây cỏ định bắn mình từ phía sau nhưng mà không thành công rồi. Có trách thì trách số bạn quá đen mà thôi. Nào, còn bốn thanh niên nữa. Ô thế hai cái thanh niên chạm mặt ở chỗ kia bắn không không bắn nhau à? Đừng nói team up nha. Mình sẽ kiếm một vài quả bom để tí nữa vào bo trong còn có cái mà dùng. À ngon, còn mỗi thằng à. Hay lắm, các bạn bắn nhau gắt đấy. Ra đây các bạn trẻ ơi. Đây rồi. Đây chứ đâu. Chạy làm sao được mà. Ok. Quá xá là dễ luôn. Easy như một trò đùa. Rồi ok, cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like cho video và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình nha. Tạm biệt và chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành. Bye bye.